47 chơi cô đơn Paya Hanung cơ si chung yêu heo. Chung yêu heo đây là quan trọng này. Cơ si được cái việc mà kiểm kiểm cái gì ạ? Kiểm hàng trong kho, kiểm về số lượng này. Nhá. Thì ở đây chúng ta mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về âm mưu quản lý Hagi, tức là quản lý công việc, và âm mưu Shinsu Maragi là những chúng ta nói về những cái sai lầm trong công việc, những cái lỗi lầm xảy ra trong công việc. Thì ở đây ngữ pháp chúng ta sẽ học ngữ pháp thứ nhất là động từ đi với nên cờ chi chung yô hà đà, thì cái nên cớt này chính là cái định ngữ mà chúng ta ngày trước chúng ta đã học rồi. Định ngữ là cái việc gì đó nhá, cái việc gì đó thì quan trọng nhá. Ví dụ như cái việc gặp thầy giáo là quan trọng thì sẽ là선생님을 만나는 것이 중요해요. Tiếp theo là chúng ta có một cái ngữ pháp nữa là động từ đi với l cơ si đà. Cái này cũng có nghĩa là sẽ, nhưng mà đưa ra ý kiến của bản thân. Nhé các bạn nhé. Sẽ như vậy là ý kiến của bản thân. Tức là nhận định của bản thân chúng ta sẽ dịch là sẽ. Và sử dụng đuôi câu sẽ là cơ si đà. Hoặc là cơ sim đi đà, hoặc là cơ si e o. Chúng ta sẽ làm cái đuôi câu nó sẽ thành như vậy. Tiếp theo về từ vựng, chúng ta học về từ vựng về chủ đề là Chango quản lý. Chango quản lý đây là quản lý kho. Chango là kho và quản lý là quản lý. Tiếp theo là cái từ vựng số 2 có chủ đề là Kaku chế chô, tức là sản xuất đồ nội thất. Kaku là những dụng cụ trong gia đình, và chế chô là sản xuất hoặc lắp ráp, là sản xuất đồ nội thất. Chương bô muôn hoa phần thông tin văn hóa chúng ta có trích trang ấy, trích trang ấy rồi ấy, trinh chăn đua hào. Đấy, thì cái này là chúng ta là cái sự khen ngợi, trinh chăn là khen ngợi ở nơi làm việc, cái việc khen ngợi của công ty, của doanh nghiệp đối với người lao động như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong phần trông bô muôn hoa phần thông tin và văn hóa, tức là ai giỏi về cái gì, khen với thành tích gì, thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần cuối của phần bài này. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái việc quản lý kho như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần hội thoại số 1. Theo hoa il đây ạ. 오늘 출고할 상품은 là cái sản phẩm mà sẽ xuất kho ngày hôm nay. 모두 준비됐지요? Tất cả đã được chuẩn bị xong chưa? 네, 이쪽에 있는 물건들이, 이쪽에 là phía này, 있는 là có, 물건들이 là những cái sản phẩm ấy, những cái hàng hóa ở mà có ở chỗ này ấy. 오늘 나갈 상품입니다. Là hôm nay 나갈 상품, là hàng mà sẽ xuất đi, hàng sẽ xuất đi. 입니다 là. Đấy, những cái hàng hóa mà có ở chỗ này ấy, thì là cái sản phẩm sẽ đi ngày hôm nay. 그리고 và 재고는 여기에 기록 해 두었고요. 재고 là những cái hàng tồn kho, hàng tồn lại còn lại thì đã ghi lại ở đây rồi. 여기에 기록하다, 기록하다 là ghi chép nhá. 여기에 기록하다, ghi chép vào đây rồi. 한번 봅시다. Để tôi xem nào. 정리가 잘 되어 있어서, 정리가 잘 되어 있어서 재고 파악이 쉽겠네요. Và cái việc theo dõi hàng tồn kho thì rất là dễ. 수고했어요. Làm tốt lắm. Anh 창고 정리는
재고를 파악하는 것이 중요하잖아요. Tức là ông này ông bảo suko hesoyo, bạn đã vất vả rồi. Thì Khan nói là animida, không 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 có là gì. Chango chongni는 cái việc mà sắp xếp lại cái kho ấy. Jego를 파악하는 것이 중요하잖아요. Đó. Jego là paya kara, đây là cái việc mà kiểm hàng tồn ở trong kho ấy. Chungyo ha là quan trọng, chanayo là mà. Đấy, quan trọng mà. Kureo. Vậy à? Kureo đúng vậy. Kurum. Khan chi ga chango quản lý chung shingyeong seo juseyo. Shingyeong seo tức là shingyeong sư tà ấy ạ. Chôm là làm ơn. Shingyeong sư tà là để ý. Juseyo là cho tôi. Để ý cho tôi cái việc gì ạ? Cái việc chango quản lý. Cái việc quản lý kho. Câu này có nghĩa là vậy thì Khan, hãy để ý cái việc quản lý kho giúp tôi. 재고도 얼마나 되는지, cái hàng tồn kho ấy được bao nhiêu, 계속 확인해 주시고요. Và đó, cái coil là và cái hàng tồn kho còn lại bao nhiêu ấy thì 계속 확인해 주시다. Và liên tục là 계속 là liên tục ạ.확인 là kiểm tra, 확인하다 là kiểm tra, 주시고요 là cho tôi. Đấy. Có nghĩa là và cái việc hàng tồn kho còn lại bao nhiêu thì bạn hãy liên tục kiểm tra giúp tôi. Đây à. Liên tục kiểm tra giúp hàng hàng tồn kho bao nhiêu nhé. Giờ đây chúng ta có kidokata là ghi chép, và suko hata đây. Bạn đã nỗ lực, bạn đã làm tốt lắm, hoặc là bạn đã vất vả rồi. Chúng ta có mấy câu đấy, chúng ta dịch câu nào cũng được. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hội thoại này nhé.대화 2 47과 재고를 파악하는 것이 중요해요. 대화 1 오늘 출고할 상품은 모두 준비됐지요? 네, 이쪽에 있는 물건들이 오늘 나갈 상품입니다. 그리고 재고는 여기에 기록해 두었고요. 한번 봅시다. 정리가 잘 되어 있어서 재고 파악이 쉽겠네요. 수고했어요. 아닙니다. 창고 정리는 재고를 파악하는 것이 중요하잖아요. 그래요. 그럼 칸 씨가 창고 관리 좀 신경 써 주세요. 재고도 얼마나 되는지 계속 확인해 주시고요. 응당해 lại một lần nữa nhé. 47과 재고를 파악하는 것이 중요해요. 대화 1 오늘 출고할 상품은 모두 준비됐지요? 네, 이쪽에 있는 물건들이 오늘 나갈 상품입니다. 그리고 재고는 여기에 기록해 두었고요. 한번 봅시다. 정리가 잘 되어 있어서 재고 파악이 쉽겠네요. 수고했어요. 아닙니다. 창고 정리는 재고를 파악하는 것이 중요하잖아요. 그래요. 그럼 칸 씨가 창고 관리 좀 신경 써 주세요. 재고도 얼마나 되는지 계속 확인해 주시고요. Bây giờ thầy giáo mời các bạn đọc nhé.
các bạn còn ở đây không ạ? Nè. Trang còn này. Nè. Ngọc Hiếu còn ở đây không đây? Còn đây ạ. Ok ok. Ok. Ờ, bây giờ Trang đóng vai là Quan Ly Cha là người quản lý và Ngọc sẽ đóng vai là Khan nhé. Nè. 오늘 준비한 상품은 모두 준비됐지요? 네, 이쪽에 있는 문건들이 오는 날간 상품입니다. 그리고 제꼴은 Ngọc ơi, Ngọc ơi. Dạ. Chỗ này 상품입니다. Sao đọc em lại đọc là 입니다 thế? 상품입니다. 상품입니다. 그리고 제꺼는 여기에 기록해 두었고 두었고 한번 봅시다. 정리가 잘 되어 있어서 최고 파악이 쉽겠네요. 수고했어요. Trang ơi. Trang 네. lại, 네. Trang lại trông đi rồi. Cái này đọc là trông đi rồi em. 네. 정리가 잘 되어 있어서 최고 파악이 쉽겠네요. 수고했어요. 네. 너? 아닙니다. 창고 정리는 제꼴은 빠작하는 그것이 중요하잖아요. 그래요. 그럼 칸 씨가 창고 관리 좀 신경 써 주세요. 창고도 얼마나 되는지 계속 확인해 주시고요. Okay. Bây giờ mời bạn Hà đóng vai là Quan Ly Cha và mời bạn Hiếu đóng vai là Khan ạ. 오늘 준비한 상품은 모두 준비됐지요? 네. 이쪽에 있는 문건들이 오는 나간 상품입니다. 그리고 제거는 저기에 기록해 두었고요. 한번 봅시다. 정리가 잘 되어 있어서 재고 빠기 쉽겠네요. 수고했어요. 아닙니다. 잠고 정리는 재고는 아닙니다. 창고 정리는 제거는 파악하는 것이 중요하잖아요. 네요. 그럼 칸 씨가 창고 관리 좀 신경 써주세요. 재고도 얼마나 되는지 계속 확인해 주시고요. 네, 오케이. Bây giờ mời bạn Trang đóng vai Khan, còn thầy giáo đóng vai là Quan Ly Cha nhé. 네. 오늘 준비한 상품은 모두 준비됐지요? 네, 이쪽에 있는 문건들이 오늘 나간 상품입니다. 그리고 세고는 여기에 세고 em ơi. 그리고 제고는 여기에
기억해 주었고요. 두었고요. 기록해 두었어요. 두었고요. 기록해 두었고요. 네. 한번 봅시다. 정리가 잘 되어 있어서 재고 파악이 쉽겠네요. 수고했어요. 아닙니다. 창고 정리는 재고를 파악하는 것이 중요하잖아요. 그래요. 그럼 칸 씨가 창고 관리 좀 신경 써주세요. 재고도 얼마나 되는지 계속 확인해 주시고요. 자, bây giờ mời bạn Hiếu ạ. Bạn Hiếu đóng vai là quản lý cha và thầy giáo đóng vai là Khan. Thầy ơi, hôm nay em xin phép không đọc được không? Được. Em đang hát thì em mới chảy nước mũi nhiều lắm, em không đọc được. Ok, ok. À, mời Hà đóng vai là Khan, còn thầy giáo đóng vai là quản lý cha. Ok. 오늘 출고한 상품은 모두 준비됐죠? 네, 이 속에 있는 물건들이 오늘 나간 상품입니다. 그리고 재고는 여기에 이렇게 두었고요. 한번 봅시다. 정리가 잘 되어 있어서 파악이 쉽겠네요. 수고했어요. 아닙니다. 창고 정리는 재고를 파악하는 것이 중요하잖아요. 그래요. 그럼 칸티가 창고 정리 좀 신경 써주세요. 재고도 얼마나 되는지 계속 확인해 주시고요. 오케이. 넉 계속 đóng vai là Khan nhé, Ngọc nhé. 네. 오늘 준고할 상품은 모두 준비됐죠? 네. 이쪽에 있는 문건들이 오는 나간 상품입니다. 그리고 재고는 여기에 끼어 이렇게 또 얻고요. 네. 한번 봅시다. 정리가 잘 되어 있어서 재고 파악이 쉽겠네요. 수고했어요. 아닙니다. 창고 정리는 정리는 재고는 정리는 재고를 파악하는 것이 중요하잖아요. 정리는 정리는 파악하는 것이 중요하잖아요. 파악하는 정시 중요하잖아요. 그렇지. 파악하는 것이 것이네, 여러분. 그거 phải đọc ở đâu đâu. 넉 đọc lại. 파악하는. 그 넉 đọc lại từ 창고. 창고 정리는 재고를 파악하는 것이 중요하잖아요. 오케이. 그래요. 그럼 칸 씨가 창고 관리 좀 신경 써주세요. 재고도 얼마나 되는지 계속 확인해 주시고요. 야. 얼마나 재고도 재고 là cái hàng tồn kho ấy,얼마나 되는지 là được bao nhiêu thì là liên tục kiểm tra cho tôi. Ok.
Tiếp theo là cái việc quản lý kho. Đây chúng ta có một số từ vựng phần số 1 này. Quản lý kho là 창고 quản lý. 창고 quản lý ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là một số cái loại kho nhá. Đầu tiên ở đây chúng ta có 물류 창고, 물류 창고 là kho bảo quản, tức là tích trữ lưu trữ ấy, 물류 창고. 냉동 창고 là kho lạnh. 냉동 창고 là kho lạnh. Container, container là container. Container, hàng đẩy vào trong container ấy. Đấy là các loại kho mà chúng ta thường hay thấy đấy. Ví dụ trong các công ty thường là 물류 창고. 물류 창고 là kho bảo quản. 냉동 창고 thường là đối với những doanh nghiệp làm về thực phẩm thì sẽ có 냉동 창고. Container, cái này chúng ta là container, các bạn biết rồi ạ. Tiếp theo chúng ta có 입고하다. 입고하다. 창고 là cái kho rồi. Thì 입고, 입 là nhập ạ. Nhập vào cái kho này, nhập kho. 출고하다 là xuất kho. 출 là đi ra ngoài. 출고 là đi ra ngoài đấy ạ. Xuất hàng đi ra ngoài là 출고. 출고하다. Thì đối với kho chúng ta lưu ý là 입고하다 và 출고하다 đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có 보관하다. 보관하다 là bảo quản. 저장하다 là lưu giữ. Ví dụ trong cái điện thoại của các bạn mà sử dụng tiếng Hàn chẳng hạn, và các bạn bấm lưu số điện thoại thì nó cũng có nút là 저장. Đó là lưu. Save đấy. Tiếp theo là tập kê rất là tập tà. Tập kê là cái mà đậy bạc rồi những cái giấy bóng chẳng hạn. Đấy là tập kê. Còn tập tà đây là hành động đậy. Nhá. Tập kê rất là tập tà là đậy hàng. Tiếp theo, ôn tô. Ôn tô là nhiệt độ ấy ạ. Duy trì hạ tà là duy trì nhiệt độ. Nhá. Tiếp theo, chê cô đơn phát hạ tà là cái việc kiểm kê hàng trong kho. Và từ cuối cùng đó là quản lý hạ tà. Quản lý hạ tà các bạn biết rồi, quản lý, quản lý, quản lý. Và bây giờ tôi mời các bạn, mỗi người đọc cho tôi một lượt những từ vựng này vậy ạ. Mời Ngọc đọc trước nhé, mời Ngọc. 물류 창고 물류 창고 냉동 물류 물류 창고 냉동 창고 컨테이너 입고하다 준고하다 보관하다 저장하다 tập kê rin tập ta un to rin yu chi ha ta che cô rin pa chắc ha ta pa ak ha ta che cô rin pa ak ha ta quan mi ha ta. Ok, mời bạn Trang. Nè, muốn yêu Trang cô Nhiang tông trang cô container ipco hata chunco hata bo quan hata cho trang hata tơ kè rin tập ta on to rin yu chi hata che cô rin pa ak hata quan ni hata. Mời bà Hà. Buôn liêu trang cô neng tông trang cô container ít cô hà tà chun cô hà tà cô khoan hà tà chiếu trang hà tà tấp kê rừng tấp tà ô tô rừng du chi hà tà chế cô rừng phát hà tà khoan ly hà tà. Thôi bạn hiểu thôi. Ok, tiếp theo chúng ta cái việc gì đó thì quan trọng đây ạ. Hà tà chúng ta chỉ cần là thành heo đúng không ạ? Thì đây ạ, chúng ta ghép với cái này, cái ngữ pháp này. Được ạ?
chúng ta ghép với từng việc này. Đấy, cái việc nhập kho là quan trọng, rồi việc xuất kho là quan trọng, việc bảo quản là quan trọng, việc lưu giữ là quan trọng, việc đẩy hàng là quan trọng, việc duy trì nhiệt độ là quan trọng, việc kiểm kê kho là quan trọng, việc quản lý là quan trọng. Thế bây giờ mỗi người nói một câu được không ạ? Bây giờ bắt đầu từ đoạn bạn Ngọc nhé. Cái việc nhập kho là quan trọng thì Ngọc sẽ nói như thế nào? If cô Hà Ninh có si chung cho Hà Tạ. Chung cho heo chứ. Chung cho heo. Đúng rồi. Nào tiếp theo mời bạn Hà. Việc xuất kho là quan trọng. Chung cô Hà Ninh có si chung cho heo. Bạn Trang, việc bảo quản là quan trọng. U quan Hà Ninh có si chung cho heo. Ok. Tiếp theo. Lại tiếp tục bạn Ngọc, lưu giữ là quan trọng. Chờ trang Hà Ninh cờ si chung do hiểu. Tiếp theo là bạn Hà, đẩy việc đẩy hàng là quan trọng. Tập kê đơn cờ si chung do hiểu. Đúng rồi, ok. Tiếp theo là việc duy trì nhiệt độ là quan trọng. Bạn Trang. Nè. 온도를 유지하는 것이 중요해요. 네, ok. Tiếp theo là việc kiểm kê kho, việc kiểm hàng thừa trong kho, hàng tồn trong kho là quan trọng thì Ngọc nói như nào? Che cố định ba ác ha. Nên cờ si chung do hiểu. Ok. Tiếp theo, Hà, việc quản lý kho là quan trọng. Quản lý hà nên cờ si chung do hiểu. Trang gô quản lý hà nên cờ si. Trang gô, tôi nói là quản lý kho mà, không phải mỗi quản lý không đâu. Thì em phải cho cái trang gô vào trước. Để chào cô quản lý hạ đơn cơ si chung vô hề hồ. Đúng rồi. Thế bây giờ nói cái việc học tiếng Hàn là quan trọng thì nói như nào? Hàn quốc cơ đơn công cụ hạ đơn cơ si chung vô hề hồ. Ok. Đối với Trang cái việc đi Hàn Quốc là quan trọng thì nói như nào? Hàn quốc e can ngân cơ si chung vô hề hồ. Đây. 한국에 가는 것이 중요해요. Dạo này là bây giờ cái việc mà đi Hàn Quốc mới là quan trọng. Còn đi bằng chương trình gì nó không quan trọng lắm bằng cái việc mà 한국에 중요해요. Việc đi được mới là quan trọng. Ok, chúng ta tiếp tục, chúng ta xem một số ví dụ ở đây ạ. Đây ạ. 식품장고에서는 식품장고 식품 là những cái đồ sản phẩm về thực phẩm ấy ạ. Nhá. 식품장고 là những cái kho về thực phẩm ấy. 온도를 잘 유지하는 것이 중요합니다. Là cái này thì các bạn dịch là gì ạ? 그럼 모두 식품은 같은 온도로 유지합니까? Các bạn dịch cho tôi hai câu này được không ạ? Các bạn còn từ nào không biết không? Trang có hiểu Trang? Đây nhá, thầy giáo giải thích lại nhá. Xích phum là những cái đồ về thực phẩm. Trang cô là kho. Ôn tô là nhiệt độ. Cha là tốt, yuji hata là duy trì, cơ si là cái việc, chung yo ham là tức là đây ạ, cái việc mà duy trì tốt cái nhiệt độ nhá ở trong gì ạ, ở trong cái kho thực phẩm ấy thì cái việc duy trì tốt cái nhiệt độ thì là quan trọng.
그럼 vậy thì 모두 식품 모두 식품은 같은 온도로 유지합니까? Thì vậy thì tất cả những cái thực phẩm ấy thì đều duy trì ở nhiệt độ giống nhau à? Các thân ôn tô là nhiệt độ giống nhau. Thì đây là tiếp tục chúng ta có thể lại tiếp tục khác và không đúng không ạ? Nhiệt thực phẩm khác nhau thì chúng ta phải duy trì nhiệt độ khác nhau chứ. Tiếp theo câu số 2 này. Câu số 2 thì chúng ta bạn nào làm cho tôi ví dụ số 2 này. Hai bạn Trang đọc ví dụ số 2 nhé. Không thầy có chỗ nào khó thì thầy dịch cho. Nè. 밖에 있는 문근에 뜨개는 뜨퍼졌어요. 네. 잔했어요. 문근이 파손되지 않도록 하는 게 조용해요. 조용해요. 네. Đây là trung vô hiệu, em đọc đâu rồi thành trôi dung hiệu. Trung vô hiệu. Trôi dung hiệu. Trang hiểu không? Em hiểu. Xương. Đoán đi, dịch nôm hai câu này là gì? Theo cái suy nghĩ của em là dịch hai câu này như thế nào? Hàng hóa ở ngoài đã được đẩy bên ngoài. Vâng. những cái hàng hóa mà có bên ngoài đã được đẩy hết rồi đúng không? Nè. Rồi nên vâng. Chẳng hết rồi. Vâng, rất là tốt. Vâng, tôi vâng đã làm tốt. Mừng tuần đi. Bún cơn là những hàng hóa đúng không? Pha xôn tuy là bị hỏng ấy. Hôm trước chúng ta học về cái bài nếu có đồ vật bị hỏng phải báo ngay cho quản lý ký túc xá ấy. Tô đốc đây là để hàng hóa. Để pha xôn tuy chi án. Chi án là không. Nhá. Để hàng hóa, cái việc để hàng hóa không bị vỡ là quan trọng. Tại sao? Có cái hàng bên ngoài đẩy hết rồi, làm tốt lắm. Cái việc mà để cho những cái hàng hóa không bị vỡ nó là quan trọng. Rồi ok. Đâu đây bạn Hà đâu rồi? Vâng ạ. Đây, bạn Hà đọc câu số 3 này. Cả 4 câu. Vâng, em có hiểu câu nào không? Vâng ạ. Na ise puto dante anti ulcera. Tôi từ lúc này sẽ không hút thuốc nữa. Anpeneto dante kinnin tago hachi Anat. Câu này em dịch được mỗi lần trước cái gì mà lần trước lần trước vừa vào lần trước tam bè thuốc lá. Cân là ngắt, là dừng. Cân nên ta cô ha tà là tôi đã nghe nói rằng lần trước cũng bảo là dừng thuốc lá. Hachi anaso không phải là đúng không? Không phải là lần trước bạn cũng đã bảo là dừng thuốc lá rồi à? Kretchi
Đúng vậy, đúng không? À, học tiếp đi. Kinh tế sen các màn hạ cô chê tê rô chi khi chi rừng mốt hết sầu. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ về nó. Trời ơi. Câu cái kinh tế là thế nhưng xem các man hago tức là chỉ suy nghĩ thôi. Chetero shikichi motetsu là không thực hiện nghiêm túc, tức là lần trước ấy cũng đã nói là dừng rồi, nhưng đúng vậy, nhưng mà chỉ suy nghĩ thôi chứ còn thực sự làm nghiêm túc thì rất là không thể làm nghiêm túc được. Tiếp tục. Để, vâng, khen xin hà nên cất bồ ta xin chân hà nên kê trung đô hà chỉ. Điều quan trọng là cần phải kiên sim đây là quyết tâm. Điều quan trọng là cần phải có quyết tâm. Không phải. Đây này, cô ta là so với cái việc mà quyết tâm ấy thì xin chơn han kê, xin chơn hà ta là cái việc thực hành ấy, làm thật ấy nhá. Xin chơn han kê chung yo ha chi. So với cái việc mà quyết tâm ấy thì cái việc mà thực hiện được ấy, thì nó mới là quan trọng. Này. Iben cốc sân công hề. Lần này thì phải thành công. Lần này nhất định thành công nhé. Cái thuốc này. Cả bọn cái thuốc đúng không? Nên na y chê bù tơ tam bê ăn phun cười à. Tao ấy là gì ạ? Từ bây giờ không bao giờ hút thuốc nữa. Chinamoneto tamperul kuntago hachi anaso. Lần trước bạn cũng bảo là tôi không hút, bạn đã bảo là không hút thuốc rồi mà. Gretchi, đúng vậy. Thế nhưng chỉ suy nghĩ không thôi thì không làm được nghiêm, không làm nghiêm túc nên không thể được. Gre, đúng vậy. Kenshin han geopoda so với cái việc mà quyết tâm ấy thì shinchon hanen ke chungyo hachi thì cái việc làm thực tế nó là trở nên quan trọng, nó là quan trọng. Ibonen kok sungung he ibon kok sungung he kia nhau đúng không? Và chúng ta làm luyện tập phần này ạ. 그림은 보고 알맞은 말을 연결하세요. 네, chúng ta nối như thế nào ạ? Thế nào các bạn? Chúng ta nối ạ. Con tôi một đối với cái gì ạ? Đối với cái gì ạ? Số một này. Nên tông chàng cô. Nên tông chàng cô. Ok. Số hai. Container. Rồi. Đây là nhập kho đúng không ạ? Ikuhada. Tiếp theo. Quanihada. Tiếp theo. Tập kê đến. Xin lỗi các bạn, là cái từ cuối cùng ấy là từ quan ly nhé các bạn nhé. Các bạn không đọc là quan ly nhé. Quan ly. Quan ly. Ly là cao ấy. Quan ly. Nè.
li quản lý thực tế quản lý. Khi hai chữ L này gặp nhau thì nó đều đọc là chữ L như thế này hết nhá, thì đọc thành quản lý. Tiếp theo chúng ta sử dụng nên cờ si chung vô hoặc là chúng ta đặt câu. Kurimun pogo nên cờ si chung vô hoặc là sai dòng hay không? Mù chẳng luôn là không có gì hết. Đầu tiên là câu số 1. Bạn nào làm câu số 1 giúp thầy giáo ạ? Vừa nãy chúng ta lấy ví dụ hết đi. Hiếu làm câu số 1 này. Cha cô quản lý được chế cô được phát hạ được cơ sĩ chung vô hẹo. Ok. Mời bạn Trang câu số 2. Sếp phùm mừng bộ quan hàn tê nên ôn ôn tê rừng yu chi ôn tô rừng yu chi hà nên cờ si chung yu hèo. Đúng rồi, ôn tô em đọc thành ôn ôn gì thành không phải nhiệt độ đâu. Tiếp theo câu số 3 mời bạn Hà. Bà kê mùn gơ nên tùn tê nên tớ kê đừng tớ hà đừng cờ si chung vô hiệu. Tớ kê đừng tớ nâng cờ si chung vô hiệu. Ok. Bạn Ngọc ạ. Cái việc học tiếng Hàn ấy. Cái việc học tiếng Hàn ấy. Là có internet là quan trọng. Nói như nào? Hoặc là khi học tiếng Hàn, hoặc là khi học tiếng Hàn, cái việc có internet là quan trọng thì làm câu như thế nào? Học tiếng Hàn 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 Quốc cơ đơn. Hàn Quốc cơ công vụ. Internet. Internet. Có Internet. Ít ta. Chưa nói được. Bạn nào có nói được không? Bạn nào nói được không ạ? Trang Hiếu Hà. Cơ công phu hà nên internet ít nên cơ si chung vô hiệu. Ok, mình thích chung gì hề. Hàn Quốc cơ rừng công phu hà nên cơ si hoặc công phu hà nên cơ rừng internet ít nên cơ rừng chung vô hiệu. Ok. Đấy là cái đoạn hội thoại số 1 là chúng ta kết thúc ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần số 2, đó phần làm về đồ nội thất này. Các bạn nhé. Làm đồ nội thất này, ở phần số 2 này. Đây là cuộc nói chuyện giữa Paru và Chiun. Oh, 이런 어떡하지?
À, cái này thì phải làm thế nào? Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Vô, 무슨 일 있어요? Vâng, có chuyện gì vậy? Xin xuro, 반대쪽에 구멍은 뚫었어요. À, tôi vô tình khoan một lỗ bên kia rồi. Khoan xuyên sang cả bên kia rồi. Đấy là lỗi của tôi đấy. Đây, xin xuro. Đây là cái lỗi. 반대쪽에 구멍은 뚫었어요. Tôi đã xuyên một lỗ sang bên kia rồi. Khoan một lỗ sang bên kia rồi. Y 원목은 못 쓰게 됐는데 어떡하죠? Là cái miếng gỗ này mốt sư kê tuyết nên đây tôi đã làm cho nó không dùng được cái gì rồi. Ô kê hạt chỗ, ô kê hạt chỗ phải làm như thế nào nhỉ? Ili ajik sone ichi anazo, tức là công việc ấy thì vẫn chưa, đây là quen tay nhá, vì vẫn chưa quen tay trong công việc. Kron cơ khắn nề, cơ cần nèo thì sẽ xảy ra những việc như vậy. Nó mua sốc sang hai chi mà sale, nó mua sốc sang he hai chi mà sale. Bạn đừng lo lắng, đừng buồn về bản thân, đừng lo lắng quá. Cứ cần 다른 거 만든 데 쓰면, cứ cần 다른 거 만든 데 쓰면 되죠 뭐. Cái đó làm việc khác khi mà làm những cái khác, cái đó ấy, mà khi làm những cái khác ấy sử dụng là được chứ gì bồ cái gì đấy. Chế tăng bưu thư thả si hà điểm nhân chi gà ni phá ni khờ linh thêm tế. Chế tăng bưu thư, chế tăng bưu thư là cái từ việc cắt đấy. Thả si hà điểm nhân nếu mà muốn làm lại từ cái việc cắt đấy. Chi gà ni mà ni khờ linh thêm tế, chắc là mất nhiều thời gian lắm. Cắt chi hà miên cầm băng hăng chú ý sư lục quê. Cùng nhau làm, nếu cùng nhau làm ấy thì sẽ xong ngay thôi, có thể xong ngay thôi. Chà, thật chi hay bốc chi đà, là cùng nhau làm. Ở đây là số này ta là quen tay và sốc sang ta là buồn. Thì ở đây cái đoạn hội thoại này nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này nhé.대화 2. 이런 어떡하지? 왜요? 무슨 일이 있어요? 실수로 반대쪽에 구멍을 뚫었어요. 이 원목은 못 쓰게 됐는데 어떡하죠? 일이 아직 손에 익지 않아서 그런 것 같네요. 너무 속상해하지 마세요. 그건 다른 거 만들 때 쓰면 되죠, 뭐. 재단부터 다시 하려면 시간이 많이 걸릴 텐데. 같이 하면 금방 할수 있을 거예요. 자, 다시 해봅시다. 중단해 라인. 대화 2. 이런 어떡하지? 왜요? 무슨 일이 있어요? 실수로 반대쪽에 구멍을 뚫었어요. 이 원목은 못 쓰게 됐는데 어떡하죠? 일이 아직 손에 익지 않아서 그런 것 같네요. 너무 속상해하지 마세요. 그건 다른 거 만들 때 쓰면 되죠, 뭐. 재단부터 다시 하려면 시간이 많이 걸릴 텐데. 같이 하면 금방 할수 있을 거예요. 자, 다시 해봅시다. 공방에 라냐?
대화 2. 아, 이런 어떡하지? 왜요? 무슨 일이 있어요? 실수로 반대쪽에 구멍을 뚫었어요. 이 원목은 못 쓰게 됐는데 어떡하죠? 일이 아직 손에 익지 않아서 그런 것 같네요. 너무 속상해하지 마세요. 그건 다른 거 만들 때 쓰면 되죠, 뭐. 재단부터 다시 하려면 시간이 많이 걸릴 텐데. 같이 하면 금방 할 수 있을 거예요. 자, 다시 해봅시다. 이런 어떡하지? 왜요? 무슨 일 있어요? 시소로 반대 쪽에 구멍은 뚫었어요. 이 원목은 못 쓰게 됐는데 어떡하지요? 일이 아직 손에 익지 않아서 그런 것 같네요. 너무 속상해 하지 마세요. 그건 다른 거 만든 때 쓰면 되지요. 뭐 재단부터 다시 하려면 시간이 많이 걸린 텐데 같이 하면 금방 할 수 있을 거예요. 자, 다시 해봅시다. 네, 오케이. 바반짱. 네. 아, 이런 어떡하지? 왜요? 무슨 일 있어요? 인수로 반대쪽에 구멍은 뚫었어요. 이 원목은 못 쓰게 됐는데 어떡하죠? 일이 아직 손에 찍지 않아서 그런 것 같네요. 너무 속상해 하지 마세요. 그건 다른 거 만든 때 쓰면 되지요. 뭐 재단부터 다시 하려면 시간이 많이 걸린 텐데 같이 하면 금방 할 수 있을 거예요. 자, 다시 해봅시다. 오케이, bây giờ mời bạn Hà với bạn Ngọc đóng vai nhé. Hà đóng vai là Paru, còn Ngọc đóng vai là Chihun nhé. 아, 이런 어떡하지? 왜요? 무슨 일 있어요? 시소로 반대쪽에 구멍은 뚫었어요. 이 원목은 못 쓰게 됐는데 어떡하지요? 일이 아직 손에 익지 않아서 그런 거 같네요. 너무 속상해 하지 마세요. 그건 다른 거 만든 때 쓰면 되지요. 재단부터 다시 하려면 시간이 많이 걸린 텐데 같이 하면 금방 할 수 있을 거예요. 자, 다시 해봅시다. Ở đây người ta ghi là ta si he bốp si da. Ngọc lại đọc thành ta si ha bốp si da. Rồi mời Hiếu đóng vai là Paru, còn bạn Trang đóng vai là Chiun.
À thôi. Thôi hiểu rồi. Thầy giáo không phải là Paru, còn bạn Trang đang vai chiêu. Hôm nay thông cảm với em, với em đang hai mũi đang bị chặt, không đọc có đọc lắm. Biết rồi, thở còn đang khó, biết rồi, biết rồi. Paru, nhá. À. Vâng, à. 일은 어떡하지? Vậy, 무슨 일 있어요? 진수로 반대쪽에 구멍은 뚫었어요. 이 원목은 못 쓰게 되었는데 어떡하죠? 일이 아직 손에 찍지 않아서 그런 것 같네요. 너무 속상해하지 마세요. 그건 다른 거 만든 때 쓰면 되죠, 뭐. 재단부터 다시 하려면 시간이 많이 걸릴 텐데. 같이 하면 금방 할 수 있을 거예요. 자, 다시 해봅시다. 네, 오케이. chúng ta sẽ xem cái phần mà Kha Khu Chê Châu, đồ sản xuất đồ nội thất thì chúng ta có những cái chú ý gì. Đầu tiên là chúng ta có cái quy trình sản xuất đồ nội thất, ví dụ như là đầu tiên là uốn mốc ươn chế đan hà đà, tức là cắt gỗ. Uốn mốc tức là cái gỗ nguyên bản nhá, gỗ nguyên bản thì phải cắt ra để thành những thành phẩm. Tiếp theo, hốc ươn pha đà, hốc à hôm ươn pha đà, hôm ươn pha đà, hôm ươn pha đà là đục lỗ, tức là gì ạ, đục đấy ạ. Cú mông ươn tu tà là khoan lỗ. Yến ma hà đà hoặc là sen đinh hà đà, sen đinh hà đà đây là mài nha các bạn nhé. Yến ma hà đà hoặc là sen đinh hà đà là mài. Sabo chin hà đà, sabo chin hà đà, sabo chin là giấy dát, còn sabo chin hà đà là đánh dây dát. Tô trang hà đà, tô trang hà đà là sơn, còn tô xét hà đà là sơn màu. Xét là màu mà, xét là màu sắc, tô xét là sơn và màu sắc. Tiếp theo chun gia, chun gia đây là thức dây ạ, chun gia. Tiếp theo là chích các cha là thức vuông, và su phương tê là cái thức thăng bằng. Các bạn nhìn thấy một số người đi làm xây dựng hoặc là người làm điện nước ấy, người ta hay có cái su phương tê. Su phương tê, su là nước ấy, su là nước ấy, phương là lấy thăng bằng, lấy trung bình ấy, tê là cái, cái dùng để thăng bằng bằng nước. Ở trong này nó có một cái ống nước này nhá. Nào chúng ta mỗi người đọc giúp tôi một lượt đấy ạ. Mời Ngọc đọc trước nhé, Ngọc nhé. Uôn uôn mu cân. Uôn 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 em ơi. Uôn 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 mu cân che tan ha ta. Che tan chứ đừng đọc là che tan. Che 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 tan ha ta. Rồi. Uôn mu cân che tan ha ta. Để. Hô mun pha ta. Hô mun pha ta. Cú mừng ơn tun ta. Dân ha dân ma ha ta. Sen ting ha ta. Sa po chin ha ta. Tô trang ha ta. Tô sek ha ta. So tô sek ha ta. Chun chun cha. Chun cha. Chích chích các cha su piêng ta su piêng tê. Ok. À, bây giờ mời bạn Hà đọc từ đầu đến cuối, nhưng mà em chia những đuôi này thành đuôi heo nhé. Con mô cân che tan heo. Hô mân thayo. Hô mân ân tu rơi. Dân ma heo. Sên tinh heo. Sapo chin heo.
tôi chẳng hiểu. Tôi sẽ hiểu. Chun cha hiểu. À, chun cha. Chích các cha. Su phiêng tê. Rồi. Bây giờ mời bạn Trang, vẫn là những cái từ vựng này nhưng Trang chia nó thì về thì quá khứ cho thầy giáo nhé. Đã làm những việc này rồi thì làm như nói như thế nào? Này. Quân một cơn che tan hết rồi. Mô đâu? Hô hô mình bắt rồi. Ok. Cú mừng ơn. Cú mừng ơn tuyết rồi. Cú mừng ơn. Tuốt rồi. Yên man hết rồi. Sen à sen tinh hết rồi. Sa po chín hết rồi. Tô trang hết rồi. Tô xét hết rồi. Chun cha. Chích các cha. Su biên tê. Ok. Đây ạ, tiếp theo là động tính từ đi với lời cơ si đà. Đây là chắc là có lẽ phỏng đoán. Nhưng đây bản thân mình phỏng đoán nhé. Đưa ra ý kiến của bản thân đây ạ. Đây ạ, đầu tiên là chúng ta so sánh này. Tô xét chà cơ bi, ơn chê cân năn cái. Cái việc mà sơn màu ấy thì đến khi nào thì kết thúc? Se si ka chi ngân cân năng cơ e o. Khoảng đến 3 giờ sẽ kết thúc. Chunjaga oti isseoyo? Chunjaga oti isseoyo? Thức dây có ở đâu đúng không ạ? Cái thức dây này có ở đâu? Chắc gấp tê huyê ý sư cơ ế ồ. Là chắc là có ở phía trên cái bàn làm việc. Xem tinh chà gà bi, xem các bồ ta. Cái việc mà làm ngày mai ấy, so với suy nghĩ ô rê khờ linh cơ cắt thân tê. Có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian hơn. Quen chăn lưng cái ô. Không sao chứ. Quen chăn lưng cô ấy ô. Đố mu cực châm hai tim ma xe ô. Đây ạ. Lờ cơ si đà. Cơ si đà nó chính là thành cơ ấy ô đúng không ạ? Nhá. Đuôi ấy ô thì là y ấy ô. Đấy, đó là cái sẽ đấy nhá. Động tính từ đi với lỡ cơ si đà hoặc là lỡ cơ eo, nó cũng là một đấy. Cơ eo. Nó cũng là một đấy các bạn nhá. Và bây giờ chúng ta làm luyện tập 2 ạ, phần luyện tập 2. Bây giờ chúng ta nối giúp thầy giáo cái quy trình làm về cái đồ mộc như thế nào ạ? Đầu tiên là số 1 thì chúng ta cho cái gì vào? Từ gì ạ? Quân một cơn che tan hà ta. Che tan hà ta. Rồi. Số 2. Hô mân pha ta. Hô mân pha ta. Số 3. Yên ma hà ta. Yên ma hà ta. Đúng rồi. Cái này là mài nhé. Người ta để cái miếng giấy giáp ở dưới. Xong rồi. Cho máy thổi hơi vào mài. Rồi. Tiếp theo. Sơn. Đúng không ạ? Đây. Tô trang. Tô trang hả ta? Còn cuối cùng là tô xét. Nhỏ. Ok.
Tiếp theo chúng ta dùng lờ ưng cơ si đà để chúng ta hoàn thành hội thoại sau. Ô đơn tố trắng ẩn, tôi chia nhé. Đầu tiên là bạn Trang là câu 1 này, bạn Hà câu 2, bạn Ngọc câu số 3 nhé. Và còn lại bạn Hiếu là câu số 4. Trang, Hà, Ngọc, Hiếu. Trang làm xong câu số 1 chưa? Nè, xong rồi. 오늘 또 Trang. 오늘 또 Trang 작업은 다 끝난 끝낸 수 있을까요? 네. 문제 없을 거예요. 없을 것 같. 없을 거예요. 없을 거예요. 거예요. Rồi, câu thứ hai mời bạn Hà. 제가 잘못 봤어요. 아니, 저쪽에 있는 거예요. 아마, 아미로. 네, 아마 저쪽에 있는 거예요. 아마, đây là có lẽ em nhá. Ama là có lẽ có ở chỗ kia. Rồi. Bạn Ngọc làm câu số 3 này Ngọc ơi. Ô chân e, quân mốc, chê, tan, cha cơ pi, ta tuân kê, cai hộ. Hà tuyên cai hộ. Ta tuyên cai hộ. Xong hết chưa? Ta tuyên cai hộ. Ship chân tu ca chi nân kết nan cơ hiểu. Ok, chân tu thực tế cái này chúng ta chân tu si ca chi, chân tu ca chi, chân tu si ca chi. Rồi. Tiếp theo con số 4 ạ. Hiểu. Even 이번 주 근무일 같이 있으려는 사무실에 내가 하는 거 맞죠? 아마 그런 거예요. 그런 거예요. 그런. 아마 그런 거예요. Ok. Đấy. Hôm nay chúng ta học đến đây các bạn nhé. Vâng. Còn phần luyện tập thì các bạn xem trước đi, xong thì hôm sau chúng ta sẽ làm phần EBS topic. Ngày mai. Đấy. 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 Sukua susida. Đấy. Anh ấy kêu xe. Đấy, cảm ơn các bạn.